Triệu Lộ Tư thắng áp đảo Lưu Diệt Phi. Triệu Lộ Tư và Lưu Diệt Phi đều là những cái tên nổi bật hiện nay tại làng giải trí Hoa ngữ. Một người là mầm non đang phát triển, tiểu hoa top đầu lứa 95, người còn lại là đàn chị, có nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, với tầm ảnh hưởng quốc dân. Theo chỉ số thống kê vừa được công bố mới đây, Triệu Lộ Tư đã chính thức vượt qua Lưu Diệt Phi trong cuộc chiến về số liệu, để giành được ngôi đầu bảng chỉ số uy chát của dàn sao nữ Cbiz, với khoảng cách chênh lệch tương đối ấn tượng. Triệu Lộ Tư thời gian qua đang nhận được sự quan tâm to lớn từ người dùng mạng sau khi tham gia ghi hình cho bộ phim chuyển thể Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, hợp tác cùng đàn anh Trần Vĩ Đình, Vạn Bằng. Mọi động thái của nữ diễn viên trên phim trường, mỗi một tạo hình nhân vật của cô sau khi rò rỉ ra ngoài, đều thành công thu hút độ thảo luận cực cao. Trong những năm qua, đặc biệt Hậu Tinh Hán Sáng Lạng và Vụng Trộm Không Thể Giấu, không thể không thừa nhận, Triệu Lộ Tư rất biết cách khiến mình trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Ngoài thời gian trên phim trường, mỗi lần nữ diễn viên chính ít tham dự các sự kiện của nhãn hàng, thương hiệu, cũng dễ dàng lọt top tìm kiếm nóng trên Weibo. Triệu Lộ Tư được nhận xét là sao nữ có tiềm năng phát triển bậc nhất hiện nay tại làng giải trí Trung. Với nhân khí và độ nhận diện cao, mỹ nhân sinh năm 1998 còn là gương mặt đại diện vàng của nhiều thương hiệu. Theo thống kê tính đến thời điểm hiện tại, Triệu Lộ Tư đang là sao nữ sở hữu nhiều thương vụ nhất lứa 95 lúc này, với hơn 20 nhãn hàng, giá trị thương mại đầy ấn tượng. Lại so về giá trị thương mại, Lưu Diệt Phi không phải người sở hữu thương vụ đại ngôn nhiều nhất lứa 85, nhưng mỗi một thương hiệu do thần tiên tỷ tỷ làm đại diện đều rất chất lượng, như đại diện toàn cầu của Blagari, đại diện thương hiệu Louis Vuitton. Lâm Canh Tân chi hơn 1.000 tỷ mua nhà để sống chung với Triệu Lệ Dĩnh. Mới đây, truyền thông Hồng Kông không chỉ tiết lộ Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đang hẹn hò, mà nam diễn viên bộ kinh tâm còn chi ra 300 triệu tệ, khoảng 1.050 tỷ đồng, để mua một căn biệt thự làm tổ ấm sống chung với bạn gái. Truyền thông Hồng Kông cũng cho biết, Lâm Canh Tân rất thích Triệu Lệ Dĩnh, và anh không quan tâm đến vấn đề cô từng kết hôn và có một cậu con trai. Bên cạnh đó, mẹ của Phùng Thiệu Phong được cho là đã mua một căn nhà tặng Triệu Lệ Dĩnh, với hy vọng cặp đôi Minh Lan truyện sẽ tái hôn, nhưng đã bị người đẹp từ chối. Sau khi ly hôn, nữ diễn viên 8X chỉ muốn tập trung cho phát triển sự nghiệp, và hơn nữa, bên cạnh cô cũng đã có sự xuất hiện của Lâm Canh Tân rồi. Công chúng rất bất ngờ trước thông tin hẹn hò và sống chung của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh, được truyền thông Hồng Kông đăng tải. Tuy nhiên, một bộ phận netizen chỉ ra rằng, truyền thông Hồng Kông đã chia sẻ thông tin sai sự thật, và không có chuyện cặp đôi nổi tiếng này ở bên nhau. Lâm Canh Tân cùng Triệu Lệ Dĩnh chỉ là những người bạn thân thiết, họ cũng từng nhấn mạnh điều này khi đi tuyên truyền cho Dữ Phượng Hành. Hơn nữa, cư dân mạng cũng chỉ ra rằng, truyền thông Hồng Kông thường hay tung ra nhiều tin tức sai sự thật, điển hình như vụ việc Angelababy bí mật kết hôn với Cổ Thiên Lạc. Phía người đẹp cô Phương Bất Tự Thưởng cũng đã nhanh chóng tiến hành khởi kiện, khiến cho phóng viên tung tin phải lên tiếng xin lỗi và bồi thường. Vậy nên vụ của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh cũng được cho là giống với trường hợp của Angelababy. Tổng hợp hắc mã màn ảnh qua các năm, Trần Tình Lệnh và Liên Hoa Lâu góp mặt, 2024 không ngờ đến. Trên các diễn đàn xứ Trung mới đây, đang cùng nhau bình chọn ra những dự án hắc mã qua các năm, từ 2015 đến nửa đầu 2024, và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng người dùng mạng, người người nhà nhà nhiệt liệt đề cử. Một số bộ phim khoái đảo màn ảnh quốc tế, Vương Tầm Châu Lục, góp mặt trong danh sách, có thể kể tới Trần Tình Lệnh, Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, Thương Lan Quyết, Liên Hoa Lâu. Năm 2024, Hoa Giang Lệnh, Mặc Vũ Vân Giang, Cô Châu. Trong số 3 dự án được điểm mặt gọi tên, bao gồm Hoa Giang Lệnh do Cúc Tịnh Y và Lưu Học Nghĩa đóng, Mặc Vũ Vân Giang do Vương Tinh Việt và Ngô Cẩn Ngôn chủ diễn, Cô Châu của Vương Tụng Văn và Tăng Thuấn Hy, Cô Châu có vẻ như thiếu thuyết phục nhất. Nhiều người cho rằng, Cô Châu chưa thể tính là hắc mã, dựa trên những gì phim đạt được đến thời điểm hiện tại, càng chẳng có gì xuất sắc, nổi bật, sức ảnh hưởng quá bình thường, đem ra so sánh với Hoa Giang Lệnh, và đặc biệt Mặc Vũ Vân Giang là quá khập khiễng. Năm 2023, Liên Hoa Lâu, Cuồng Phong, Họa Mi. Quá bất ngờ khi Họa Mi do Bành Tiểu Nhiễm và Lưu Học Nghĩa được liệt vào hàng hắc mã, chung mâm cùng Liên Hoa Lâu và Cuồng Phong, một bộ có khả năng chạy đường dài cực tốt, một bộ là siêu phẩm, gặt hái hết thành tích này đến thành tích khác, đếm chẳng xuể. Năm 2022, Thương Lan Quyết, Con Gái Của Núi Lớn, Thiếu Niên Ca Hành. Thương Lan Quyết quả thực rất xứng đáng với danh hiệu hắc mã. Phim không phải dự án được đầu tư lớn, nhưng hiệu quả chiếu, lợi nhuận mang về chẳng khác gì một tác phẩm cấp S hay S+,
Lý do giúp phim thành công, ngoài yếu tố kịch bản, sự chỉnh chu về mặt hình ảnh, trang phục, đồ họa đẹp mắt, tương tác của Vương Hạc Đệ và Ngô Thư Hân cũng rất ăn tiền, giúp cả hai thu về một lượng fan couple đông đảo. Thiếu Niên Ca Hành và Liên Hoa Lâu đều tập trung khai thác vào những câu chuyện chốn giang hồ, và đều được khán giả vô cùng yêu thích, không sở hữu dàn cast quá nổi bật, tiểu sinh lưu lượng cao, Thiếu Niên Ca Hành vẫn gặt hái được loạt thành tích đáng nể. Năm 2021, Nơi Xứ Người Tôi Rất Ổn, Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác. Một bộ phim với vốn đầu tư ít ỏi, mới ra mắt không được khán giả chú ý, thế nhưng sau khi đi được một chặng đường, Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác ngày càng được đông đảo khán giả tung hô, khen ngợi. Còn bộ phim Nơi Xứ Người Tôi Rất Ổn, ghi điểm tuyệt đối với những câu chuyện xa quê, khóc hết nước mắt. Năm 2020, Cẩm Y Chi Hạ, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Chân Tướng Trầm Mặc. Cẩm Y Chi Hạ do Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận đóng, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn do Triệu Lộ Tư và Đinh Vũ Hề đóng, và Chân Tướng Trầm Mặc do Bạch Vũ chủ diễn, lọt top phim Hắc Mã 2020. Năm 2019, Trần Tình Lệnh, Đông Cung. Trần Tình Lệnh không chỉ là hắc mã của năm 2019, mà còn là dự án đại bạo của năm, giúp Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trở thành đỉnh lưu si bíp, cùng chung mâm với Trần Tình Lệnh, còn có Đông Cung, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn, với sự tham gia diễn xuất của Bành Tiểu Nhiễm và Trần Tinh Húc. Năm 2018, Diên Hy Công Lược. Diên Hy Công Lược có thể được xem là bộ phim tiêu biểu nhất lúc bấy giờ của màn ảnh Hoa ngữ. Sau dự án này, các diễn viên tham gia từ Ngô Cẩn Ngôn, Sa Thi Mạn, Hứa Khải, Tần Lam, sự nghiệp đều có bước tiến triển mới. Cho đến nay, Diên Hy Công Lược vẫn là tác phẩm thuộc thể loại cung đấu hay nhất màn ảnh Hoa ngữ. Năm 2017, Bạch Dạ Truy Hung, Xin Chào Ngày Xưa Ấy, Anh Hùng Xạ Điêu, Danh Nghĩa Nhân Dân. Xin Chào Ngày Xưa Ấy là bộ phim về đề tài vườn trường, gợi cho khán giả về quãng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người. Còn bộ phim Bạch Dạ Truy Hung được đánh giá là một trong những tác phẩm vô cùng ưu tú về đề tài huyền nghi. Năm 2016, Cẩm Tú Vị Ương. Cẩm Tú Vị Ương với sự tham gia diễn xuất của vợ chồng La Tấn và Đường Yên là hắc mã duy nhất đại diện cho màn ảnh Hoa ngữ năm 2016. Năm 2015, Thái Tử Phi Thăng Chức Ký. Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, một bộ phim chiếu mạng đúng nghĩa, với kinh phí quay nghèo nàn tới không thể nghèo nàn hơn, thế nhưng lại có thể trở thành hiện tượng bùng nổ trong thời điểm lên sóng, quả thực hết sức bất ngờ. Nữ thần Kim Ưng có tạo hình thảm họa nhất lịch sử, và màn đáp trả khiến netizen quay xe sau một đêm. Nữ thần Kim Ưng từng là ngôi vị cao quý cho các nữ diễn viên sở hữu nhan sắc xinh đẹp, danh tiếng, cùng nhiều hoạt động nổi bật trong làng giải trí Hoa ngữ. Đây là danh hiệu 2 năm được trao một lần, với nhiều mỹ nhân để lại nhiều ấn tượng khó phai trong lòng công chúng, như Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên, Lưu Thi Thi. Tuy nhiên, nếu như những người tiền nhiệm tạo nên màn trình diễn ấn tượng, thì Tống Thiến lại nhận nhiều ý kiến trái chiều, chê bai. Khi trở thành nữ thần Kim Ưng 2020, nhiều ý kiến cho rằng, nữ diễn viên mua danh hiệu, vì những thành tích cô đạt được khi đó chưa thực sự xứng với danh hiệu này. Thậm chí, cô còn được ví là nữ thần Kim Ưng thảm họa nhất, với tạo hình ai nhìn cũng không thể khen nổi. Tống Thiến xuất hiện với mẫu váy cúp ngực, phối lưới giác vàng lộng lẫy, tuy nhiên, thiết kế đuôi cá ôm sát khiến vóc dáng nữ diễn viên bị dìm tơi tả. Trong những khung hình chưa qua chỉnh sửa, vòng eo của Tống Thiến như biến mất, vóc dáng cô cũng bị nhận xét đầy đặn, thẳng đục, không có đường cong trên thảm đỏ Kim Ưng. Dân mạng nhận định, đây là bộ váy thảm họa nhất trong lịch sử của nữ thần Kim Ưng. Dễ thấy, phong dáng bộ váy này vừa thiếu thanh thoát, chất liệu cũng không được xử lý tốt, chưa kể, thiết kế rườm rà, nhiều chi tiết sến sẩm, dìm nhan sắc Tống Thiến. Lối trang điểm dày cộp cùng tông son đỏ cũng khiến diện mạo nữ diễn viên vừa đi trông thấy, cô cũng mất điểm với biểu cảm đơ cứng và kiểu tóc đơn điệu đến cẩu thả. Đúng một ngày sau khi bị chê tơi tả trên các diễn đàn mạng xã hội với màn hóa nữ thần không thành công, Tống Thiến đã có màn ngầm đáp trả khi đăng tải loạt ảnh thả dáng với đồ bơi, khoe trọn vóc dáng mảnh mai, vòng eo thon gọn, đôi chân nuột nà. Dù không đề cập trực tiếp, nhưng động thái này của Tống Thiến được cho là để chứng minh cô bị trang phục dìm dáng chứ hình thể vẫn đang ở trạng thái rất ổn áp. Màn đáp trả này của Tống Thiến đã khiến dư luận đổi chiều phần nào. Nhiều ý kiến thông cảm và bên vực mỹ nhân sinh năm 1987, khi bị trang phục phản chủ, mất điểm trước ống kính. Dù vậy, danh hiệu này sau đó đã bị bỏ hoàn toàn, vì gây quá nhiều tranh cãi, khiến cho tạo hình khó quên của Tống Thiến vô tình trở thành nữ thần Kim Ưng cuối cùng, tính tới thời điểm hiện tại.
Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.